chiến dịch Kursk giúp Ukraine chiếm được lãnh thổ Nga để tạo lợi thế về quân sự và chính trị, song cũng có thể khiến họ thất thế ở mặt trận phía đông. Tỉnh trưởng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov thông báo, hạn chế người dân tới làng Vyazovye, cách biên giới với tỉnh Sumy của Ukraine khoảng 2 km. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục đạt được bước tiến trong chiến dịch tấn công tỉnh Kursk ở miền Tây nước Nga và mở rộng sang tỉnh Belgorod lân cận. Quân đội Ukraine cho hay, sau 3 tuần mở chiến dịch tấn công Kursk, họ đã kiểm soát gần 100 khu dân cư với diện tích hơn 1.200 km2 tại đây, tương đương phần lãnh thổ mà Nga giành được ở miền đông Ukraine trong gần 9 tháng đầu năm 2024. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, mục tiêu của Kiev khi mở cuộc tấn công là giảm các đòn tập kích của Nga vào Sumy và giành thắng lợi trên bàn đàm phán trong tương lai thông qua việc kiểm soát lãnh thổ của đối phương. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, để đẩy lùi kẻ địch ra khỏi đất nước, chúng tôi cần phải tạo ra càng nhiều vấn đề càng tốt cho phía Nga trên lãnh thổ của chính họ. Chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hudson có trụ sở tại Mỹ, Ken Kasapoglu, nhận định Ukraine đã quyết định đúng khi mở mũi tấn công vào lãnh thổ đối phương thay vì chỉ giữ thế phòng thủ, nhấn mạnh đây là điều tốt nhất Kiev có thể làm vào lúc này. Ông nói, đây là cuộc chiến tiêu hao và Nga có sức bền tốt hơn Ukraine. Kiev khó có thể tái chiếm các lãnh thổ đã mất, nhất là với mức độ hỗ trợ quân sự hiện nay của phương Tây. Do đó, họ phải hành động theo cách phi truyền thống. Tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra khá tốt với Ukraine. Cũng theo vị chuyên gia, việc Ukraine có thể kiểm soát bao nhiêu diện tích lãnh thổ của Nga trong chiến dịch lần này không phải là điều quan trọng. Chỉ cần Ukraine giữ được đất đối phương, bất kể ít hay nhiều, khi hai nước bước vào bàn đàm phán cũng là thành công với chính quyền của Tổng thống Zelensky, do điều này sẽ giúp Kiev có vị thế ngang bằng so với Moscow. Ông nhận định thêm, đó sẽ là cuộc đối thoại giữa hai bên ngang hàng với nội dung là trao đổi lãnh thổ Nga lấy lãnh thổ Ukraine. Thông tin gần đây cho thấy lực lượng Ukraine đang đào hào tại các khu vực kiểm soát được tại tỉnh Kursk nhằm mục đích phòng vệ trước các nỗ lực tái chiếm của đối phương. Theo chuyên gia Kasakvu, Kiev cần xây dựng các hệ thống phòng thủ phức tạp nhiều lớp như những gì Moscow thiết lập tại mặt trận phía Nam vào năm 2023 để ngăn cản thành công chiến dịch phản công quy mô lớn. Ông cũng cho rằng quân đội Ukraine phải xây dựng ô phòng không ở các vùng đang kiểm soát để bảo vệ lực lượng trước các đòn tập kích của không quân Nga. Cuối cùng, các binh sĩ tiền phương của họ không được di chuyển với tốc độ quá nhanh, phải đảm bảo sao cho những đơn vị pháo binh, tên lửa hậu cần có thể theo kịp. Lãnh đạo Đại học Kinh tế Kiev Timofey Milovanov cho rằng, ngoài tăng cường lợi thế quân sự, chiến dịch Kursk còn tạo ra kết quả hữu hình về chính trị, thắp lên hy vọng về cơ hội chấm dứt chiến sự sớm hơn. Milovanov nói, thành công của chiến dịch này cho thấy lực lượng Ukraine không chỉ có khả năng phòng thủ mà còn có thể tấn công hiệu quả, tăng cường năng lực chiến đấu và trở thành hình mẫu cho nhiều bên. Nó còn góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ Ukraine, nâng vị thế của quân đội trên trường quốc tế và khiến Nga phải đánh giá lại chiến lược quân sự của mình. Chiến dịch của Ukraine cũng được coi là một đòn đánh trên mặt trận ngoại giao, thông tin. Bất chấp lời kêu gọi của Kiev, Mỹ tới nay chưa cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, mà chỉ giới hạn ở các khu vực sát biên giới hai nước do lo ngại leo thang căng thẳng với Moscow. Bằng việc mở cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine muốn chứng minh với các đối tác phương Tây rằng những lời đe dọa của Nga, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ là lời nói suông, và Mỹ cùng đồng minh có thể mạnh dạn hơn khi ra quyết định giúp đỡ Ukraine. Vào ngày 19 tháng 8, Tổng thống nước này, ông Zelensky nói, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể về mặt nhận thức. Khái niệm ngây thơ, viển vông về cái gọi là làn danh đỏ liên quan đến Nga, vốn chi phối nhận thức của một số đối tác về cuộc xung đột, đã sụp đổ đâu đó gần suốt ra. Nếu các đối tác dỡ bỏ những hạn chế hiện tại về sử dụng vũ khí trong lãnh thổ Nga, chúng tôi đã không phải tiến vào tỉnh Kursk. Ngày 23 tháng 8, tờ Politico dẫn lời các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu giấu tên tiết lộ, các bên đang thảo luận về khả năng cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh chế tạo để tập kích vào sân bay và kho tiếp tế trong lãnh thổ của Moscow. Loại tên lửa này có chứa linh kiện do Mỹ sản xuất nên cần phải được cả Washington đồng ý. Bình luận về thông tin này, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, cùng ngày nhận định Washington đang chuẩn bị dỡ bỏ mọi giới hạn với Ukraine về việc dùng vũ khí tầm xa của Mỹ để tập kích lãnh thổ Nga. Nhà phân tích tình báo tại Blackbird Group có trụ sở ở Phần Lan, Emin Kastenhemin, cho rằng
Trên mặt trận thông tin, chiến dịch Kursk của Ukraine đã thành công trong việc chuyển hướng sự chú ý của dư luận từ các vấn đề của Ukraine sang thành các thành quả mà họ đạt được. Chuyên gia nói, người ta đã ít nói hơn tới đà tiến của Nga ở vùng Donbass, chú ý nhiều hơn tới thông tin Ukraine giành nhược nhiều ngôi làng của Nga. Phân tán bớt lực lượng của Nga ở mặt trận Donbass, coi đó giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine tại đây, là một mục tiêu khác của Ukraine trong chiến dịch ở Kursk. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng Ukraine kém thành công hơn trong mục tiêu này. Lực lượng Nga tại các khu vực giao tranh chính ở miền đông Ukraine, bao gồm thành phố chiến lược Pokrovsk, vẫn chưa được điều tới tỉnh Kursk tham chiến. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho biết Ukraine đã phải rút bớt binh lính từ mặt trận Pokrovsk để tham gia chiến dịch tại vùng Kursk, khiến nhân lực phòng thủ ở đây mỏng đi. Đây được cho là một trong các nguyên nhân khiến quân đội Nga gần đây đẩy mạnh đa tiến theo hướng này và chỉ còn cách Pokrovsk khoảng 10 km. Theo chuyên gia Kasa Poglu, cả chiến dịch của Ukraine ở Kursk và cuộc tấn công của Nga ở mặt trận phía đông đều nhiều khả năng sẽ tăng đà tiến trong thời gian tới. Ông nói thêm, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy Ukraine tận dụng những thành quả đã đạt được để ổn định, củng cố phòng tuyến ở Kursk. Tôi cũng sẽ không bất ngờ nếu thấy Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố ở Pokrovsk sau vài tuần hoặc vài tháng nữa. Theo vị chuyên gia này, Pokrovsk là trung tâm giao thông ở phía đông và việc chiếm được đô thị này sẽ mở ra nhiều lựa chọn cho quân đội Nga, giúp họ tiếp tục tiến sâu và hoàn thành mục tiêu chiến lược là kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Chuyên gia nhận định, đây là canh bạc mà Ukraine buộc phải thực hiện. Ngay cả khi họ tập hợp lực lượng ở mặt trận Pokrovsk, tình hình cũng khó có khả quan với Kiev. Ukraine đã mất dần lãnh thổ ở phía đông từng chút một trong thời gian dài. Về phía Nga, mặc dù có sức mạnh quân sự áp đảo, quân đội nước này đã không thể đẩy quân đội Ukraine trở lại biên giới ở Kursk sau nhiều tuần. Lý do thực sự của điều này là gì? Hàng loạt cuộc không kích mà Nga tiến hành chống lại Ukraine trong thời gian qua, với hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa, đã cung cấp bằng chứng về sức mạnh quân sự bền bỉ của Moscow. Tuy nhiên, với tất cả hỏa lực đó, Nga vẫn đang phải chật vật để giành lại một phần lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine đã chiếm giữ vào đầu tháng. Và vào ngày 28 tháng 8, quân đội của nước này còn phải đối mặt với các nỗ lực của Kiev nhằm đột nhập vào tỉnh láng giềng Belgorod. Theo các quan chức phương Tây và các chuyên gia quân sự, lý do chính xác khiến Nga có thể đến nay vẫn chưa đẩy lùi được cuộc xâm nhập nước ngoài lớn nhất vào đất nước mình kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, dường như không chỉ là vấn đề nhân sự và thiếu thông tin tình báo chiến trường, mà còn là vấn đề các ưu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tướng Ono Echemie, tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan cho biết, ông Putin tập trung vào Donbass, đồng thời nói thêm rằng Kursk ít quan trọng hơn đối với nhà lãnh đạo Nga vào lúc này, vì ông ấy không quan tâm nhiều đến khu vực này. Mặc dù bị bất ngờ bởi cuộc tấn công vào Kursk, Nga vẫn quyết tâm giành được quyền kiểm soát Pokrovsk, một thành phố đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng ở khu vực Donbass phía đông Ukraine, và các nhà lãnh đạo của nước này đã không có ý định nới lỏng tấn công tại mặt trận đó. Đại tá Marko Dresner, người giám sát việc phát triển lực lượng tại Học viện Đào tạo Quân sự Chính của Áo và là người theo dõi sát sao cuộc chiến ở Ukraine cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công mùa hè của Nga ít nhất là chiếm được Pokrovsk. Trong 3 tuần kể từ khi Ukraine xâm nhập Kursk, các quan chức cho biết những thành quả chậm nhưng ổn định của Nga gần Pokrovsk đã tăng lên. Khi quân đội Nga tiếp tục tiến về đây, bất kỳ sự suy yếu nào của động lực bên phía Nga do bất kỳ sự tái triển khai nào đều không thể nhận thấy. Mặc dù vậy, Moscow cũng đã bắt đầu phản ứng ở Kursk, gần đây đã điều động hàng nghìn binh sĩ và đe dọa sẽ trả đũa. Cuộc xâm nhập của Ukraine đã có tác động gây sốc đối với người Nga. Một vị tướng của quân đội Mỹ và từng là chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO, Christopher Cavoli nhận xét. Các quan chức và chuyên gia cho biết, lực lượng Nga ở Kursk không có đủ quân số cũng như kinh nghiệm để phòng thủ nhanh chóng khi quân đội Ukraine tấn công dữ dội qua biên giới vào ngày 6 tháng 8. Những người tham chiến không có đủ vũ khí hoặc thiết bị khác để chống lại quân đội Ukraine. Tin tức tình báo do các đồng minh phương Tây cung cấp đã giúp Ukraine có bức tranh rõ ràng hơn về vị trí của quân đội Nga trong khu vực, giúp họ quyết định những nơi có thể chiếm được mà không gặp nhiều sự kháng cự. Theo ông Nikolai Sukov, cựu nhà ngoại giao Nga và Liên Xô, hiện là thành viên cấp cao của Trung tâm Giải trừ Quân bị và Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân ở Viên, Áo. Ban đầu, không rõ ai là người chịu trách nhiệm về phản ứng của Nga. Cho đến nay, FSB, Cơ quan An ninh Liên bang Nga, được giao nhiệm vụ chỉ đạo phản ứng, chứ không phải là bộ tham mưu của quân đội Nga, cơ quan phải chịu trách nhiệm ở miền đông Ukraine. Theo một phân tích của công ty tình báo quốc phòng Gendefend, hiện tại, Nga dường như đang lên kế hoạch cho một cuộc đối đầu biên giới dài hạn với Ukraine. Phân tích của cơ quan kết luận rằng,
Phản ứng của Moscow hơi chậm nhưng vẫn có phương pháp và toàn diện. Nga đã triển khai trực thăng tấn công đến Kursk và gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh vào quân đội Ukraine tại đó. Đại tá Reisner cho biết, quân tiếp viện của Nga đã làm chậm đáng kể đà tiến của Ukraine trong khu vực và có vẻ như Moscow đã tính toán rằng việc chuyển hướng đủ nguồn lực để đẩy lùi hoàn toàn cuộc xâm nhập khỏi một khu vực không quan trọng về mặt chiến thuật sẽ không phải là cách sử dụng tốt nhất sức mạnh quân sự của mình, đặc biệt khi nó buộc Ukraine phải chi tiêu nguồn lực của mình để giữ lãnh thổ mà họ chiếm được. Ông Sokov bình luận, nếu bạn ném mọi thứ bạn có vào Kursk thì bạn đang chơi trò chơi của Ukraine. Với cuộc ném bom dữ dội vào Ukraine trong tuần này, Nga đã chứng minh rằng họ có quá đủ UAV tấn công và tên lửa để tàn phá quân đội Ukraine trên lãnh thổ của mình, với giả sử Moscow hiện có thông tin tình báo để xác định vị trí của đối phương. Nhưng chuyên gia Sokov cho biết, Moscow có thể lưu ý đến việc gây hại cho chính công dân của mình bằng phản ứng thiêu rụi ở Kursk. Ông nói, họ có thể muốn chọn lọc mục tiêu hơn một chút. Ngoài ra còn có bóng ma về một vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách nơi giao tranh khoảng 40 km. Các hoạt động tại nhà máy hiện đang vẫn diễn ra bình thường, nhưng công trình này không có mái vòm bảo vệ và do đó dễ bị tổn thương và dễ bị tấn công. Điện Kremlin đã nói rõ rằng, với cuộc xâm nhập Kursk, Ukraine sẽ phải lĩnh hậu quả. Ngày 27 tháng 8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, những hành động thù địch như vậy không thể tiếp diễn mà không có phản ứng thích hợp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.